Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta cùng nhau đến tiếp với cuốn video số 3, giao lưu với vườn anh Xuân Yên, một người được mệnh danh là chuyên làm những cây rất là quái dị, kết hợp với đá ong, với chum lọ, với tượng. Tôi cũng rất thích theo các bộ môn làm những cây mà nó có nhiều những cái nét rất là kỳ dị như thế này. Và tác phẩm đầu tiên anh Xuân Hiển giới thiệu chúng ta với một cây ruối. Và xin phép được trân trọng giới thiệu với anh em yêu tiểu cảnh. Đây là một tác phẩm ruối đá. Ruối đá và ruối trên đá, trên một viên đá liền khối. Và đá liền khối mà đá này thì lại là đá xanh. Đá xanh, đục đẽo cũng rất là đẹp đấy. Xây dựng nhà rồi thì chuông tiểu cảnh rất đẹp. Cái ruối này thì không to nhưng mà cũng tương đối già, ruối khai thác. Ruối này có chiều cao từ mặt chậu lên tác phẩm này là 55. Vâng. Chiều cao là 55 trong cái chậu. Anh vừa đo từ mặt chậu lên đỉnh ngọn bao nhiêu nhỉ? 55 ạ. 55 ạ. Vâng. Rồi. Ở trong cái chậu là 50. Vâng. 45. Chậu nào cũng hay. Cái khay. Vâng, cái khay này nó chính xác nó gọi là cái kỷ. Vâng, cái khay này thì thực ra nó là một cái chậu sập. Nó là một cái chậu đấy, nhưng mà sau đó em cắt đi. À lại thế đấy. Em cắt đi em làm cái khay này để cho nó phù hợp với cái để cho nó mỏng. Nó mỏng. Phù hợp với cái tiểu cảnh này. Vâng. Và khả năng anh cắt thì anh mới để được viên đá vào đây. Vâng, thì nó mới là gọn ở trong cái lòng thế này được, không là không vừa. Rồi. Xinh lắm rồi ạ. Vừa làm vừa các anh về sưu tầm về vừa khai thác thêm, làm thêm cho vui nữa. Cái này đẹp lắm, cái này em xin được phép giao lưu với anh em là 2,7 triệu. Vâng, giá 2,7 triệu. Bao phí vận chuyển đúng không? Cây ruối anh cũng làm một nhánh huyền chi đảo địa đấy. Vâng. Đây, một nhánh đầu tiên là huyền chi đảo địa. Hai người bê được không anh? Một người bê được, hai người thì bê nhẹ có thể. Rồi, ok. Rồi anh chuyển nhé, chuyển cây khác đi. Vâng, bây giờ chúng ta lại tiếp tục với chủ đề là ruối đá của anh Xuân Điền. Một tác phẩm ruối trên núi đá nữa. Vâng. Tiếp tục xin được giao lưu với các bạn một tác phẩm giáng long, đây ruối giáng long. Cây này thì rất kỳ luôn. Đúng nghĩa là giáng long nhưng mà bây giờ anh em nó xem đua xe nhiều, nó cứ bảo đây là đường đua công thức 1. Đường chạy kinh khủng luôn, khó ơi là khó luôn. Phối vào trong một khối này. Một khối đá ong. Cực đẹp luôn. À, hay đấy nhỉ. Vâng, cây này xinh lắm mà xinh. Có cái, nó còn có cái kiểu nó dẹt thân đấy. Vâng. Dẹt mỏng thân đấy. Vâng. Đây, bên này. Đó, dẹt. Rất là quái dị. Khay thì vẫn chiều dài là 70. Vẫn là cái bộ khay anh làm. Vâng, vẫn là bộ khay đấy. Thôi khay không phải đọc kích thước đâu. Vâng. Nhìn người ta biết mà. Vâng. Cùng một cái mốt anh làm lên. Bây giờ anh chỉ đo cái chiều cao của cả bóng cây ruối xuống cái mặt cây thôi. Đo bóng cây ruối. Chiều cao của cây ruối này là 45. Vâng. Được, của tác phẩm này là 45. Cái này xin phép được giao lưu với anh em là 4 triệu. Rồi. Này. Giá 4 triệu. Được, bao phí vận chuyển. Cái này cũng tương đối nặng. Được rồi. Nó phải 40 cân.
À để tôi chụp kiểu ảnh nhé. Cái bóng anh quay lại đấy, được rồi, ngồi dịch vào một chút nữa. Rồi, Đỗ Sinh chụp này, gọi là cây dưới đá này. Xong rồi anh chuyển đi. Vâng, và các bác có thể alo đến anh Xuân Điền để chúng ta giao lưu qua số điện thoại 0813 373 601. Vâng, và đây là cây tường vi đúng không anh? Vâng, tường vi bác sĩ, thiếu bác sĩ. Tường vi với tượng ông Thọ. Thọ này. Vâng, chiếc gậy là cây tường vi. Đẹp quá. Vâng. Vừa tầm chiều cao vừa đẹp. Vâng. Mà nó lại có cái chỗ khuỷu khuỷu phía trên. Vâng, cái này nhìn rất thuận thôi chị ạ. Đúng là cái nét của chiếc gậy trúc, gậy đầu rồng. Vâng, gậy đầu rồng. Đúng là gậy đầu rồng. Ông Thọ đứng đây cũng không chán đâu, không muốn xuống cái núi này. Vâng. Tạo lên một cái cầu đá. Không để con thuyền vào đây nữa nhỉ. Để đưa con thuyền vào đây cho nó sinh động. Được ấy. Đang mới động Tràng An Bãi Đính. Rồi. Đổ nước vào là ngắm thôi các ạ. Cây tường vi đang trổ lộc rất đẹp. Đúng cái góc này, đầu rồng, gậy đầu rồng. Đẹp quá. Vâng. Đây này xin được giao lưu với anh em yêu tiểu cảnh bonsai 3 triệu thế. Vâng, giá 3 triệu. Đẹp lắm, thực sự là đẹp. Rồi, anh chuyển nhé. Vâng. Và chúng ta lại đến với một cây, cây này là cây thông. Vâng, thông này, thông nắng ngắn đây ạ. Ờ, hay nhỉ. Thông, này thông còn, đá. Đợt này chỉ có một tạo tác được một cây thông này nữa rồi bạn. Không được nhiều vừa rồi, giao lưu với anh em nhiều quá. Thông nhiệt, chứng tỏ là rất nhiều anh em thích thông nắng ngắn này. Ồ, nó xù lên nhỉ. Vâng, dòng thông lá ngắn rất ngắn luôn, thấp. Chỉ 2 đến 3 phân. Vâng, thấp rụt rịt lại đây. Vâng, thân rất cổ thụ. Vâng, đây là tự nó chứ không phải anh cắt. Vâng, vâng. Hay quá nhỉ, nó ra trúng trúng đẹp như đồng tiền đi. Vâng. Đẹp lắm. Được trồng trên một cái viên đá liền khối. Vâng. Đục đẽo căn nhà này. Vâng. Nhiều anh em thích lắm. Rất nhiều anh em sưu tầm cái thông đá này. Nhưng mà để tôi xoay ở dưới gầm này xem gốc nó có to. À, gốc to phết rồi mà. Gốc to mà đây rồi. Anh phải 12. Rồi. Chứ không bé đâu. 3 phân. 4 phân. Và khi di chuyển là cả cái khay dưới đi chứ. Vâng, cả cái khay dưới hoặc là di chuyển độc đá không. Đấy, nhất cho chị. À, đẹp. Rất gọn nhẹ. Được rồi. Sau khi thỏa thuận với người yêu là thống nhất được là để cho hay không. Đẹp đấy. Vâng. Với cái giá là. Vâng, cái này em xin được báo giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Không có khay này. Cái khay này thì thêm bao nhiêu anh? Cái này thì chỉ có 200 thôi. 200. Bởi vì người ta muốn là cả cái bộ này, bộ khay sập này đặt lên là đẹp. Vâng, vâng, thì cũng này là đẹp. Thì là vào 2,7 triệu. Ừ. Bao dưới thả nước. Đầy cái này là có thể ít một ít chú cá gọi là cá tăm ấy. Ba chỉ lượn lờ đấy được rồi đấy. Rồi nha, chúng ta chuyển đi. Bây giờ là một tác phẩm dưới gồm có 5 nhánh thân. Vâng. Xin được tiếp tục giới thiệu với anh em. Đây là một chậu dưới. Bệ thì là bệ rừng lên 5 thân. Rất tự nhiên đây, bệ khai thác tự nhiên luôn. Và chỉ xây dựng bông ở đây thì bông thì
đang bắt đầu xây dựng. Cái chậu này đường kính bao nhiêu anh? Em cái an. Đó, đường kính ở này là từ cái này là người ta suy ra. Vâng, 35. Vâng, người ta so sánh bóng cây dưới. Chậu này là đường kính 35. Vâng, và chiều cao là 65. Rồi. Các bác sưu tầm về thì làm tiếp cái bông, xây dựng tiếp cái bông. Đây anh cũng vào dây anh định hình hết rồi. Vâng, định hình hết. Sau rồi. Đó được cái thì chờ thôi. Tháo bỏ thôi. Vâng. Cái này xin được giao lưu 2 triệu rưỡi bác Trinh. 2 triệu rưỡi. Được rồi. Ở cái chậu này là gốm Quảng Ninh. Rồi, nhất trí. Thế nhá. Vâng. Di chuyển đi. Vâng, lại tiếp tục một cái chùm méo giống như cái chùm tác phẩm trước nữa. À, thế là cả ông này ông đánh rơi nhiều chùm lắm. Vâng, hôm đấy chắc là vợ sang gọi liên tục giật mình. Chắc là gọi dọa thế nào. Vâng. Cứ giật mình rơi chùm suốt, méo suốt. Chắc là làm nghề đi nặn gốm này tiền lương chưa đưa cho vợ. Vâng. Mà sang và dụng ngày mấy lần nên là cứ mỗi lần sang đánh rơi cái chùm. Vâng, giật mình. Cây chuối thì cái bệ cũng đẹp vậy nhỉ. Vâng, bệ đẹp mà dáng thì dáng siêu. Bệ lao ra ba nhánh thân. Vâng, một nhánh cây đẹp, tử, hai luôn. Cây tử nhỏ. Đây. Như cái bệ này thì bao tiền anh? Thì bệ này em giao lưu 1,5 triệu không xin? 1,5 triệu. Vâng. Bác nào phải nhanh tay thì còn cái này không thì chỉ trong mấy phút bác sinh đang là mất ngay cái này. Để mất thì không phải mất mà họ nhận mất. Các bạn yêu cây nhận mất ngay. Rồi, 1,5 triệu. Di chuyển nhé. Và trước khi kết thúc cuốn video số 3 này, tôi thấy anh Xuân Điển mang đến một cây dưới mà rất giống một chú rắn hổ mang. Bởi vì gần cái vị trí mà đưa cái tay ra, tức là gần như là cái lưỡi con rắn ấy, thì là nó bệnh ra như cái đầu của rắn hổ mang luôn. Còn mình của nó thì lại chuyển rất dẻo và cũng lắc lượn. Đấy. Bây giờ anh cắt xong chưa? Rồi, xong rồi bác. Vâng, cắt xong rồi để tôi đến gần. Vâng, vâng. Bác xin cận cảnh này, giới thiệu với cái chú mãng xà này. Đây là chỗ nó bệnh này này. Đấy. Chỉ có mỗi cái điểm này ấy. Vâng. Mà anh chế tác gì để nó giống cái, nó có cả mắt và giống cái đầu con rắn hơn. Vâng, vâng. Cái này làm được. Vâng, cái này tôi tin được. Là tay nghề anh làm được. Vâng. Đây cái chỗ nó bệnh này. Cái chỗ này là chỗ ăn tiền ở chỗ đấy. Vâng. Đấy, xong cái thân con rắn tiếp tục đưa xuống này. Vâng. Rất dẻo nhá. Đấy, chui vào cái lọ này. Tôi lại cảm tưởng như là cái con rắn này nó là cái biểu tượng của cái dược phẩm. Vâng, vâng. Đúng là cái biểu tượng của dược của dược phẩm. Của dược phẩm Việt Nam ấy. Vâng. Đấy. Là có một cái ly cao lên và con rắn nó quấn, quấn vào cái chân ly. Mà phun nọc ra. Rồi, đấy. Thế còn cái này chúng ta làm theo cái hình thù là cái lưỡi con rắn cũng vâng, được. Đây, có cái này đấy. Gọi là lưỡi hoặc lọc đấy. Phải. Vâng, cái lưỡi thôi. Lưỡi. Đấy. Đang chế tác cái lưỡi. Mà cái cây dưới này tưới rất đơn giản nhỉ. Tưới nước vào cái miệng này là nó xuống thôi. Và sau đó em sẽ để lên một cái khay. Lại cái khay nữa. Cái đĩa thôi. Vâng, để nó hút nước lên. Em đo cái chiều cao để sau đó là các bạn tham khảo. Chiều cao là 57. Từ dưới đáy cái đục bình. Đáy bình lên là 57. 57. Và đây cái hoành ở cái đoạn búc trung bình đấy. Vâng, trung bình đoạn giữa. 23. 23. Và cũng 7 phân đấy chứ không ít đâu. Rồi. Đường kính là 7 phân đấy. Cái này to đẹp. Cái này giao lưu với anh em là 3 triệu bác sĩ. Được quá. Vâng. Rồi, giá 3 triệu đồng. Vâng. Ok, nhá. Và bây giờ tôi xin kết thúc cuốn video số 3. Chúng ta chuyển sang một cuốn nữa là cuốn số 4. Đến với vườn dưới bonsai của anh Xuân Điền. Xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, Bắc Giang. Mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi.